quý vị, thưa các đồng chí và các bạn, chỉ trong vòng hơn 50 giờ đồng hồ giáo giết truy lùng nhóm bắt cóc tống tiền, các lực lượng tham gia phá án đã giải cứu thành công cháu bé Sồng Thị Giang, mới 6 tuổi, ở bản Lúng Xá, xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La, đồng thời bắt giữ tất cả các đối tượng gây án. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an khi mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người dân. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng các phóng viên truyền hình Công an Nhân dân theo bước chân của các chiến sĩ công an cùng trải nghiệm lại cuộc đấu trí căng thẳng với những quyết định sinh tử của những người trong cuộc. ngày 3 tháng 3 năm 2012, cả bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La bỗng náo loạn vì tiếng người la hét, kêu cứu, tiếng phương tiện gầm rú bỏ chạy và cả tiếng súng nổ. Chiếc xe ô tô du lịch bỏ chạy thục mạng ra khỏi bản. Sự việc nhanh chóng được xác định. Một nhóm người lạ mặt đã xông vào nhà anh Sồng A Dế ở bản Lũng Xá và bắt cóc con gái anh Dế là cháu Sồng Thị Giang, mới 6 tuổi. Sự việc bị phát giác nên người nhà anh Dế tổ chức truy đuổi, đồng thời báo cho công an xã Lóng Luông được biết. Người nhà anh Sồng A Dế đuổi theo khoảng 1 km, ra đến sân vận động thuộc xã Lóng Luông, thì nhóm bắt cóc bị anh Tráng A Bủa, công an viên xã Lóng Luông chặn đường, buộc chúng phải dừng lại. Lập tức, nhóm bắt cóc dùng súng quân dụng bắn chỉ thiên và sau đó bắn trọng thương anh Sồng A Dơ, rồi bỏ chạy thoát xuống quốc lộ 6, xuôi thẳng về hướng Hòa Bình, Hà Nội. Đi vào nhà xong đó bắt cóc con này xong này, rồi có mẹ gọi đang là cúng trên bác thì có mẹ gọi là ôi ngoài kia bắt cóc con rồi, thế thì tập trung nó ra nó đội thiêu. Theo đến ở chỗ gần lên đến định dốc thì có một thằng thò đầu ra bán chú đội thiêu thì nó bán chú xuống ngã. Xong tiếp tục đội thiêu đến ở chỗ ngoài thì gọi điện cho anh ở ngoài chặn ở ngoài. Thì nó chặn cái xe đứng lại thì cái chú ruột thì mình là chú Dơ nó chạy nó đánh cái xe máy nó đi chặn cái đầu lại thì mình bọn kia nó bán trúng bụng. Bây giờ thì chú ấy đang cấp cứu ở trên bệnh viện Mộc Châu. Hiện trường để lại sau vụ nổ súng là một túi khoác da gồm một ví da màu ghi sọc màu đen. Bên trong có một thẻ sinh viên mang tên Tăng Bá Vinh, sinh năm 1987, sinh viên lớp K24, tài chính kế toán 2, khoa kế toán, trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Hải Dương. Một thẻ ATM ngân hàng Vietcombank mang tên Quách Thị Lan Anh, một ít tiền Việt Nam đồng và một số tờ đô la Mỹ giả. Ngay sau khi nhận được tin báo từ công an huyện Mộc Châu, xác định đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, lãnh đạo công an tỉnh Sơn La đã giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trực tiếp điều tra xử lý, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng khác như phòng kỹ thuật hình sự, công an huyện Mộc Châu phối hợp điều tra. Đồng thời, công an tỉnh Sơn La cũng gấp rút báo về Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ điều tra phá án. Sau khi nhận được tin báo thì ban giám đốc công an tỉnh Sơn La xác định đây là cái vụ án hết sức nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Thế do vậy đã huy động các lực lượng của tỉnh Sơn La để tổ chức truy bắt. Vì sau khi xác minh thấy rằng là đây là một cái nhóm đối tượng đặc biệt nguy hiểm và cái hoạt động của chúng liên quan đến nhiều địa bàn. Thế do vậy mà ban giám đốc công an tỉnh Sơn La đã báo cáo lãnh đạo bộ, lãnh đạo của Tổng cục 6 và các đơn vị liên quan để phối hợp tổ chức điều tra truy bắt. Qua xác minh từ gia đình nạn nhân, cơ quan công an đã từng bước xác định nhân thân nhóm đối tượng là người Hải Dương và có quan hệ làm ăn từ trước với ông nội cháu Giang là Sồng A Lứ. Sau khi cháu bé bị bắt cóc, một số đối tượng trong đó có đối tượng tên là Thọ đã liên lạc với bố cháu Giang là anh Sồng A Dế và một đối tượng khác không xưng tên, nói hiện đang giữ cháu Sồng Thị Giang và yêu cầu gia đình không được báo công an thì sẽ cho cháu về. Sau đó các đối tượng tiếp tục liên lạc yêu cầu gia đình anh Dế phải mang 5 bánh heroin cùng 500 triệu đồng tiền mặt qua địa phận tỉnh Hòa Bình.
các đối tượng sẽ thông báo địa điểm nhận tiền, ma túy và nhận lại cháu Giang. Nếu làm trái lời, nhóm bắt cóc sẽ thủ tiêu cháu Giang. Sơ bộ ban đầu thì chúng tôi đánh giá rằng đây là cái nhóm đối tượng liên quan đến cái làm ăn bất chính. Vì là trong quá trình bắt cháu bé thì cái số đối tượng này có yêu cầu là cái gia đình cháu bé là phải nộp tiền và nộp ma túy. Thì tôi cho đây là cái việc mà liên quan đến cái làm ăn. Tuy nhiên thì còn quá trình thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra làm rõ cái việc này. Đứng trước những diễn biến nguy cấp có thể ảnh hưởng xấu đến tính mạng cháu Sồng Thị Giang, Công an tỉnh Sơn La đã có công điện khẩn gửi Công an tỉnh Hòa Bình, Hà Nội và Hải Dương đề nghị giúp đỡ điều tra phá án. Hàng chục trinh sát và điều tra viên thuộc Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hòa Bình, Hà Nội, Hải Dương đã lập tức lên đường điều tra dọc suốt tuyến quốc lộ 6 và các khu vực lân cận thuộc thành phố Hà Nội, Hải Dương để lần tìm dấu vết tội phạm. Qua công tác điều tra cơ bản cùng những thông tin từ trinh sát ngoại tuyến, cơ quan công an đã nhận định về địa bàn của nhóm bắt cóc khoanh vùng trong khu vực tỉnh Hòa Bình. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là một cháu bé người dân tộc Mông. Bọn tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, có nhiều khả năng liên quan đến ma túy. Vụ án lại xảy ra tại địa bàn giáp danh giữa hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La, nên Công an tỉnh Hòa Bình đặt mục tiêu chính là giải cứu cháu bé, đồng thời truy bắt hết nhóm đối tượng, thu hồi vũ khí quân dụng và đảm bảo an toàn cho các nạn nhân cũng như lực lượng tham gia phá án. Ngay lập tức, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát giao thông, cơ động đặc nhiệm. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực rà soát tất cả hệ thống khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Hòa Bình và các huyện lân cận để truy tìm manh mối vụ án. Đây là địa bàn giáp danh giữa Sơn La và Hòa Bình. Và đặc biệt là sau khi được cái chỉ đạo của Bộ và trực tiếp là Cục C45 của Bộ Công an thông báo và cho chúng tôi biết là đối tượng và con tin hiện đang ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sau khi nhận được cái thông tin này và chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh Hòa Bình, chúng tôi đã khẩn trương triệu tập các đơn vị chức năng như là Phòng Cảnh sát Hình sự, rồi là Công an thành phố, Công an huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn và các đơn vị chức năng khác đã khẩn trương triển khai cái kế hoạch để phát hiện, đánh bắt các đối tượng bắt cóc con tin. Và cái mục tiêu số 1 chúng tôi đặt ra đó là phải giải thoát con tin và bắt giữ các cái đối tượng gây án một cách an toàn tuyệt đối nhất, đảm bảo an toàn cho con tin cũng như là bắt giữ đối tượng, mà nhất là an toàn tuyệt đối cho lực lượng vây bắt. Từ cái mục tiêu yêu cầu đặt ra như vậy thì chúng tôi đã tập trung lực lượng rà soát lại tất cả các địa bàn mà nghi có đối tượng đang bắt giữ con tin ở cái địa bàn để chúng tôi phát hiện cái nơi mà đang ẩn náu của đối tượng để mà bắt giữ. Lúc này, bọn bắt cóc vẫn liên lạc với gia đình nạn nhân, đòi tiền và ma túy. Đồng thời, bọn chúng di chuyển liên tục dọc tuyến quốc lộ 6A. Lúc thì chúng báo địa điểm cho gia đình nạn nhân ở Hòa Bình. Lúc sau lại về Xuân Mai, Hà Nội, xuôi về Hải Dương, rồi lại ngược lên Lạc Sơn, Hòa Bình. Những di biến động khó lường của bọn tội phạm đã gây nên rất nhiều khó khăn cho cơ quan công an. Xác định các cái mối quan hệ của đối tượng, thì từ những cái mối quan hệ của đối tượng đó thì chúng tôi xác định được những cái đường đi của đối tượng qua các mối quan hệ. Thế và theo dõi diễn biến của cái đối tượng đó thì chúng tôi dựng lên được cái quá trình hình thành cái đường đi của đối tượng. Thế và sau khi thì xác định được cái đường đi của đối tượng, thế và thông qua những cái biện pháp nghiệp vụ khác thì đã xác định được chính xác đối tượng ở cái vị trí
mà chúng tôi đã xác định một cách nó tương đối chính xác đấy. Đêm mùng 5 tháng 3 năm 2012, từ những nguồn thông tin chính xác, cơ quan công an đã khoanh vùng được nhóm đối tượng đang giữ cháu bé Sồng Thị Giang tại khu vực phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình. Lực lượng tham gia phá án nhanh chóng phát hiện nhóm đối tượng có vũ khí đang khống chế bắt giữ cháu Sồng Thị Giang tại nhà nghỉ Ánh Dương. Ngay lập tức, các phương án giải cứu đã được đưa ra để xem xét thực hiện. Xác định nhóm đối tượng có vũ khí nóng có thể chống trả quyết liệt cơ quan chức năng, nên ban chỉ huy chuyên án đã rất cân nhắc kỹ lưỡng từng tình huống có thể xảy ra. Lực lượng cảnh sát cơ động được lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực. Các lực lượng làm nhiệm vụ khác được bố trí tại địa điểm chính xung quanh khu nhà nghỉ. Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, cùng Đại tá Bùi Đức Son, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, trực tiếp chỉ huy các phương án tác chiến. Sau khi xác nhận được nhân thân nhóm tội phạm, nhằm tránh thương vong cho nạn nhân và lực lượng tham gia vây bắt, cơ quan công an đã vận động thân nhân nhóm bắt cóc đến hiện trường để thuyết phục các đối tượng buông súng đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cháu hạ súng xuống và cháu giơ tay lên hàng dần dần đi xuống nhá. Cháu không thể chống cự nổi đâu. Nghe chưa? Sau hơn một tiếng đồng hồ, người nhà nhóm bắt cóc thuyết phục không thành công. Lúc này đã là nửa đêm nên chưa thể huy động lực lượng vây bắt sử dụng vũ lực ngay được. Nhiệm vụ thương thuyết lại được giao cho các cán bộ làm công tác chính trị thuộc Công an tỉnh Hòa Bình. Đến gần sáng ngày 6 tháng 3, lực lượng tham gia vây bắt cũng vận động được một đối tượng trong nhóm bắt cóc là Nguyễn Song Toàn, sinh năm 1986, trú tại xóm Tân Lập, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, ra đầu thú. Trong cái bối cảnh lúc đấy là nó đã hơn 1 giờ sáng rồi, thì chúng tôi cũng đã bố trí cho người nhà, thậm chí cả người yêu của đối tượng đến. Chúng tôi cũng cùng với ban giám đốc để định hướng cho người nhà và người yêu của đối tượng, thuyết phục làm sao mà đối tượng buông vũ khí để ra để đầu thú. Thế nhưng mà cái khả năng mà thuyết phục của người nhà và người yêu của đối tượng thì nó có cái hạn chế. Thì cuối cùng là đồng chí giám đốc quyết định là thôi thì tôi thì trực tiếp là phụ trách cái công tác tuyên truyền của công an tỉnh, tôi phải trực tiếp vào để vận động đối tượng bằng cách dùng micro, dùng loa để làm sao thuyết phục vận động đối tượng là đầu hàng, đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của nhà nước. Thì trong cái bối cảnh lúc đó, khi mà chúng ta dùng cái biện pháp là dùng người nhà, dùng người yêu để tác động, mà đối tượng vẫn cứ gan lì, không xuất hiện, không trả lời, không có điện thoại gì cả, rất khó khăn. Thì lúc đấy tôi cũng có linh cảm rằng là đối tượng rất là chai lì. Thì tôi cũng đã, trước hết là tôi dùng cái tình cảm, đánh vào tình cảm trước. Nào là còn có bố mẹ, anh chị em, nào là còn có người yêu, nào là nhìn vào tương lai cuộc sống sau này. Nếu mà ra mà buông vũ khí mà đầu hàng thì pháp luật sẽ có những cái khoan hồng cho những người mà hiểu ra. Nhưng mà nếu mà cứ kiên quyết kháng cự, kiên quyết là không ra đầu hàng thì trước sau rồi mất được. Thì lúc đấy thì cái tội nó sẽ tăng nặng lên. Đấy, cứ những cái luồng như thế, tôi đã tuyên truyền, đã giáo dục, thuyết phục trong khoảng thời gian nó gần một tiếng. Bữa nay nhá, anh ơi, còn có mày em nhá. Các anh nhắc chú bao vây ở dưới tầng này và bây giờ
không có chuyện nữa rồi. Cửa đi, mở cái chốt cửa ra nào. Song song với nhiều vụ vận động thuyết phục nhóm đối tượng đầu hàng, lực lượng đặc nhiệm đã bí mật áp sát nơi giam giữ cháu Sông Thị Giang và nhanh chóng giải vây được cho cháu bé, đồng thời bắt giữ được đối tượng làm nhiệm vụ trông giữ cháu là Đinh Thị Tâm, sinh năm 1985, trú tại xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình. Lúc này, đối tượng chính là Đỗ Văn Nhuận vẫn không chịu đầu hàng, đã chốt chặt cầu thang tiếp tục cố thủ trên tầng áp mái của nhà nghỉ Ánh Dương với vũ khí nóng trong tay, sẵn sàng nhả đạn vào lực lượng vây bắt bất cứ lúc nào. Đến 6 giờ sáng ngày 6 tháng 3, khi trời đã tờ mờ sáng, lực lượng vây bắt quyết định dùng vũ lực để khống chế đối tượng còn lại. Chúng tôi bao vây, làm việc bao vây, hết bao vây chặt cả hai ba vòng để đề phòng là đối tượng ở trên tầng 3 nhảy xuống là chạy thoát ra khỏi cái tầng thứ nhất, cái vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba, chốt chặn các thứ để chúng tôi đảm bảo. Lúc đấy là chúng tôi tiếp quản là mọi lực lượng khác là ra khỏi vị trí hết rồi, để còn mỗi cái lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động chúng tôi tiến hành để tiếp cận, để giám sát cái đối tượng là không cho đi ra khỏi cái vị trí, mà nắm cái số lượng và vũ khí mà nó sẽ sử dụng như thế nào để chúng ta có sẵn sàng, nếu thời cơ thuận lợi là ta giải quyết, mà không thuận lợi để chúng ta phải giữ cho bằng chặt, là để ở đấy để chúng ta nghiên cứu và các thứ. Thì quá trình chúng tôi sẽ nhìn địa hình, địa vật các thứ, rồi tại cái địa điểm này chúng tôi xây dựng cái kế hoạch, xây dựng xong cái kế hoạch chúng tôi xin báo cáo với các đồng chí trong ban giám đốc và các đồng chí lãnh đạo cục C45 để cái phương án là chúng tôi giải quyết như thế này, mà thời cơ để cho phép là giải quyết như thế này, mà vân quan như thế này, chúng tôi đã xác định rất cụ thể. Lúc đầu chúng tôi đánh giá là ở trong cái gian bàn thờ, nhưng chúng tôi vẫn phải đề phòng là cũng phải kiểm tra cả cái mái chống nóng trên. Đấy, quá trình chúng tôi kiểm tra hết cái quanh nhà, chúng tôi phát hiện, anh em phát hiện là báo cho chúng tôi là có đôi dép để đấy, thì chúng tôi đã xác định khả năng ở trên tầng tung, ở hẳn trên nóc. Chúng tôi triển khai lực lượng lên, là tất cả lên thì thấy đối tượng là đang nấp ở trong cái hệ thống mà pin mặt trời và hệ thống là năng lượng mặt trời. Thì anh em chặn hai đầu và yêu cầu là không có cử động gì cả. Thế đồng thời là anh em trực tiếp lôi cổ ra. Lực lượng đặc nhiệm đã sử dụng đạn hơi cay để tiếp cận đối tượng Đỗ Văn Nhuận đang cố thủ. Chỉ sau vài phút được lệnh vây bắt, lực lượng đặc nhiệm đã khống chế thành công đối tượng Nhuận, không để xảy ra chút thương vong nào. Cùng thời điểm này, trên đường tuần tra, tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội phát hiện 3 đối tượng đi ô tô từ cầu Thanh Trì ra quốc lộ 5 có biểu hiện nghi vấn, đã dừng xe kiểm tra, thu 2 súng quân dụng loại K54 và K59, 14 viên đạn và lượng ma túy. Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Long Biên đã làm rõ 3 đối tượng trên liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền tại Sơn La. Các đối tượng gồm Lê Xuân Mẽ, sinh năm 1984, Nguyễn Thái Nhật, sinh năm 1985 và Lê Văn Thọ, sinh năm 1980, cùng ở Hải Dương. Ngay sau đó, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an chia thành nhiều mũi đi Hải Dương và Quảng Ninh, lần lượt bắt tiếp Tăng Bá Vinh, sinh năm 1987, quê thành phố Hải Dương, Nguyễn Đức Toàn, sinh năm 1988, quê Hòa Bình, và 2 đối tượng có hành vi che giấu tội phạm là Nguyễn Văn Liệu, sinh năm 1959, Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1973, cùng ở Đông Triều, Quảng Ninh. Tại 2 địa điểm ẩn náu của các đối tượng ở Hải Dương và Quảng Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra thu tước 1 súng AK tiểu liên, 26 viên đạn và nhiều bộ phận của súng AK khác, 2 súng ngắn, 1 súng săn thể thao, 4 kíp nổ và 5 gói ma túy đá. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, cùng sự vào cuộc khẩn trương của các lực lượng chức năng,
thuộc Công an tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương và Hà Nội đã giải cứu thành công cháu Sông Thị Giang, bảo vệ an toàn cho gia đình nạn nhân, bắt thành công tất cả đối tượng gây nên vụ bắt cóc, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án. Để có được thành công đó, chính là nhờ sự phối kết hợp rất hiệu quả giữa các lực lượng tham gia vây bắt, đặc biệt là sự dũng cảm, nỗ lực quyết tâm của các lực lượng tham gia phá án. Đây cũng được xem là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thành công của chuyên án. Đây là một cái vụ án tôi cho là một cái vụ án hết sức là nghiêm trọng, tính chất là manh động, đối tượng liều lĩnh và dùng cái thủ đoạn hết sức là tinh vi để mà đối phó, để mà thực hiện hành vi của mình. Tôi cho đây là một trong những vụ án mà chúng tôi thấy là cái tính manh động và cái tính quy liệt rất là phức tạp và rất là nghiêm trọng. Và nhưng mà có thể nói là cái vụ án này chúng tôi cũng thấy là tuy nó phức tạp như vậy, nhưng tôi cho là cái chỉ đạo quyết liệt của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm và trực tiếp của Cục C45, rồi là cái sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng công an các cái địa phương như Công an Sơn La, Công an Hòa Bình, thành phố Hà Nội, Hải Dương và một số đơn vị, tôi cho là một trong những vụ án cái sự phối hợp là tốt nhất và hiệu quả nhất, và bắt một cách là bắt đối tượng giải thoát con tin một cách nhanh gọn nhất và hiệu quả nhất và an toàn nhất. Trong mỗi vụ án, niềm vui của những chiến sĩ công an nhân dân không chỉ là bắt được đối tượng để truy tố ra pháp luật, mà còn là niềm vui mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình các nạn nhân. Cháu Sông Thị Giang trở về đoàn tụ với gia đình chính là những niềm vui trọn vẹn, đồng thời cũng là kết thúc một nhiệm vụ thành công của lực lượng công an tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội và Hải Dương. Tôi không biết phải nói gì hơn để cảm ơn các cấp chính quyền địa phương ở Mộc Châu, Sơn La đã quan tâm đến gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn. Cảm ơn các anh công an của Sơn La, Hòa Bình và các nơi khác đã giải cứu kịp thời và bảo vệ tính mạng cho con gái chúng tôi. Gia đình có được ngày đoàn tụ như hôm nay chính là nhờ sự giúp đỡ rất lớn của các anh công an đã không quản ngại hiểm nguy để giải cứu và bảo vệ con tôi an toàn trở về nhà. Chỉ trong vòng có 52 giờ đồng hồ, 8 đối tượng tham gia vụ bắt cóc đã bị xa lưới pháp luật. Hiện tại, tất cả các đối tượng đã được chuyển giao cho Công an tỉnh Sơn La quản lý và giam giữ, chờ ngày hoàn tất hồ sơ vụ án để truy tố xét xử trước pháp luật. Ngay sau khi vụ án được khám phá, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia phá án, Cục C45, C51, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Cục A71, Tổng cục An ninh 1, Công an các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, thành phố Hà Nội. Bộ trưởng yêu cầu các lực lượng khẩn trương khai thác, mở rộng điều tra, thu hồi tang vật, củng cố chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật. Chuyên mục Hành trình phá án kỳ này của chúng tôi tới đây cũng xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.